Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay Đạt lên cho anh em một dàn áo Rim Super đời 99 nha anh em nha. Dàn áo này gồm áo đen đầy đủ, cũng như là tặng luôn bựng và lưỡi trâu, cũng như là nẹp sườn và mắt mèo cho anh em đầy đủ luôn. Mặt nạ này cái đầy đủ cho anh em hết nha. Thì dàn áo này Đạt bán giá nguyên hết nguyên tất cả như trong hình này luôn, cả cái bộ mui dè, mui rùa học yên cho anh em nha. Bán cho anh em giá 2.500.000 nha anh em. Đấy, giá này thì bao anh em về là có cơm. Ha, thì áo này là áo Honda Việt Nam mới nha anh em nha. Áo Honda Việt Nam mới nha. Dán đã lên tem zin luôn nha. Đúng đời 99 nha anh em. Đó, thì bộ này thì đầy đủ áo cũng như là đèn. Là đầy đủ cho anh em. Đèn hậu này kia là đèn hậu và đèn xi nhan này kia là đèn zin heo xe nha. Đèn zin heo xe đời 99. Đó. Đây. Bản đèn này kia đầy đủ cho anh em này. Đó. Zin heo xe nha anh em nha. Cái này là zin heo xe nha. Rất là đẹp. Đấy, bản đèn này cái đầy đủ luôn. Thì áo hiếm khi mình bán bản đèn lắm, nhưng mà cái này để bản đèn cho anh em luôn. Đó, xi nhan này cái đầy đủ. Nói chung là áo này thì anh em lên xe anh em yên tâm. Về chất lượng thì không phải nghĩ, mặt nạ mà nạ theo xe nè. Đó. Thì nguyên một dàn như thế này, cả bựng luôn. Đây bựng zin. Bựng zin nha anh em. Bựng zin nha. Đây, bựng zin đát zin này. Bựng này là bựng theo xe nha. Bựng này là bựng theo xe. Đó. Đỡ trâu zin. Thì nguyên một bộ dàn như thế này đạt bán cho anh em giá 2.500.000. Nói chung dàn áo này là gần như không gãy bát nào. Chính xác là không gãy bát nào luôn anh em nha. Chính xác là không gãy một bát nào. Đèn xi nhan này kia là còn cực đẹp luôn. Đây. Xi nhan này kia là cực đẹp cho anh em luôn nha. Đó. Xi nhan cực kỳ đẹp cho anh em ha. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Chung là áo này thì về anh em gắn lên xe là cực kỳ đẹp, tại vì nó rất là mới và nó rất là đẹp. Cũng như là hình thức của nó từ bên ngoài và bên trong là hoàn hảo luôn. Đấy, thì giá 2.500.000 luôn bẩn dàn áo cũng như là đèn mắt mèo và viền đèn cũng như là chóa đèn đầy đủ cho anh em hết, kèm theo 3 món nhựa học yên, học bình, lườn nước luôn. Thì mức giá của nó sẽ là 2.500.000. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với Đạt. Nói chung là áo này nó mới đó anh em ơi, mới tinh luôn, rất là đẹp. Đây anh em nhìn cặp nẹp sườn này, tem zin nha. Bộ tem zin thì hôm nay mua đã hơn 1.000.000 rồi. Đó. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Chung thì nó có loại này loại kia cho anh em để anh em lựa chọn. Cái mức giá này như thế này thì thực sự anh em mua về sử dụng quá là ngon, cũng như là anh em có thể kinh doanh lại cũng được. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.